Mến chào cô chú và anh chị. Đây là vườn sầu riêng trồng với khoai lang. Diện tích ở đây là 8 hecta. Cô chú và anh chị có nhu cầu muốn mua đất để canh tác hay làm trang trại, xin liên hệ số điện thoại 0362678904. Đất đều có giấy tờ. Nếu cô chú cảm thấy mảnh đất này quá lớn thì chúng tôi cũng có thể phân ra từng mảnh một. Hiện giờ thì trong cái diện tích 8 hecta này đều chia làm 3 mảnh, một mảnh 4 mẫu và hai mảnh kia mỗi mảnh 2 mẫu. Nếu cô chú và anh chị có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi. Nơi đây thì nhà cửa, điện đóm đều đầy đủ. Hồ nước thì chúng tôi có 3 hồ. View thì tuyệt đẹp. Xung quanh hồ thì cũng đã trồng cây dừa và chuẩn bị trồng cây cau. Bên phía bên này là sầu riêng thì đang còn nhỏ, chưa có to. Nếu cô chú và anh chị thấy được thì xin liên hệ với chúng tôi xem đất và sẽ cho ra giá. Bên này thì vườn sầu riêng to hơn và cũng được phủ trắng bởi khoai lang và đậu. Sầu riêng thì cây cũng qua đầu người rồi. Khoai lang thì năm nay dự trù có thể là từ 60 đến 70 tấn. Đất ở đây rất là bằng phẳng. Hệ thống tưới tiêu đều tự động. Nguồn nước ở đây thì cô chú anh chị không phải bận tâm. Nước tưới quanh năm không hề hết.
khí hậu ở đây cũng ôn hòa nên cũng thích hợp cho những người mà nằm nơi nghỉ dưỡng. Sầu riêng thì chưa ra trái đâu cô chú và anh chị. Diện tích rất là đẹp. Đều có các mương thoát nước. Vườn thì làm sạch cỏ. Những chỗ trống như thế thì tỉa đậu và trồng khoai lang. Bốn xung quanh vườn thì phủ trắng bằng những hàng mít. Và mít bây giờ cũng đang cho ra trái. Mít thì cho ra trái rất là nhiều nhưng mà tôi đã cắt hết đi để cho cây nó khỏe. Cô chú nhìn thấy mít tôi cắt rất là nhiều trái, vứt bỏ hết để chỉ nuôi cây thôi. Phía xa xa là các đồi cà phê và vườn cây vải ấy, vải thiều đó cô chú và anh chị. Bên kia là vườn vải thiều họ cũng mới bán xong. Diện tích cũng tương đương với chúng tôi nhưng mà vải thiều thì ít. Nhưng mà những cây cà phê thì nhiều nhưng mà cà phê thì đây không có đẹp. Họ đã bán cũng 8 hecta nhưng cái độ bằng phẳng thì thoải thoải như vườn của chúng tôi thì không thể nào sánh được với vườn của chúng tôi. Tôi đang đi dọc theo bờ biên của vườn đó. Bên phía dưới là một cái đám sình